thử ăn thử cũng như là xem để học 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 vâng ạ là anh để xem thế nhở là nhiều loại lắm nhở. Đây là bánh khoai này. Đây là bánh khoai, đây là bánh ngô, đây là bánh chuối. Bánh chuối to chưa khác kìa. Nhau nhở. Đây là khác nhau là bánh khoai này là khác nhau Lindo lắm mà. Khác. Mười ngày lại mua giúp cho Lindo nào. Nhanh cùng khách đi bây giờ. Nhanh. Mỗi ngày mua lại cho hô tô giúp Lindo nào. Anh muốn mấy loại một cái à? Vâng, đây là bánh khoai. Bánh chuối. Ngon lắm. Bánh xôi chiên. Bánh ngô đâu, bánh ngô chưa có. Bánh ngô, chuẩn bị. Anh ạ. À. Thiếu một bánh ngô. À, thiếu một bánh, anh cho tí nhá. chuẩn bị. Đấy, ngon đấy. Khoai ngọt, ngon đấy. Ngon hơn anh làm hay là sao? Mà ngọt như nhau cả. Như nhau. Mà bánh này khác nhau, anh làm. Anh làm là anh bào ra nhỏ. Dạ, đúng rồi, bào là cắt lát ra. Đúng rồi. Thái sợi ra. Ngon đấy. Ngon không? Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn. Ok, chào các bạn đến với channel Lindo Vlog của Sang Ngày Châu Phi. Ok các bạn nhá, hôm nay Lindo được em Nhật Lệ đi không biết anh em Nhật Lệ không nói trước các bạn ơi. Chứ kiểu như kiểu đi bị mất nhá mọi người ạ. Đấy. Đến ngoài đường rồi nhưng mà không biết là đi mò đi đâu mọi người ạ. Bây giờ trước đấy là bí mật nhưng mà bây giờ em sẽ bật mí là em sẽ đưa anh đi xem người ta làm bánh khoai, bánh chuối. À thế à? Cái hai cái loại bánh mà anh bán ở Angola ấy. Bánh chuối. Bánh khoai. À ok. Ở Việt Nam là có thêm bánh ngô nữa. À thế à? Bánh ngô hả? Bánh ngô. Ngô được lắm bánh à? Đúng rồi. À thế à? Đấy anh thấy là đúng không? Thế bây giờ em sẽ cho anh đi để học hỏi kinh nghiệm. Ok ok. Để hôm nào sang Angola mà có làm bánh để bán ấy thì anh sẽ học theo. Bởi vì bánh em thấy bánh ở Việt Nam người ta làm ấy công thức nó ngon hơn. À. Ừ. Mà nó to hơn. À thế à? Thế okay. Bây giờ mình đi nhá. Dạ dạ ok. Bây giờ mình đi. Em đi là xem. Xin trước chủ quán là cho anh làm thử rồi. À thế là à? Anh lát anh thử hỏi xem là xin thêm công thức xem như nào có được hay không. À, okay. À, nếu như mà không được thì cũng không sao. Mình chỉ cần làm lấy kinh nghiệm thôi để sau mình về Angola xong rồi mình làm theo để bán. À. Ở đây. Em chào chị. Em chào chị ạ. Chào chị. Vâng ạ. À, xin phép chị ạ. Từ từ để chị để bán hàng đó. Dạ dạ dạ. Vâng. Hay nhỉ. Đây là bánh ngô này. Đây là bánh ngô. Ngô vàng ở Angola có đấy. Có. Mà kiểu ngô tươi ấy, chứ không phải ngô khô đâu. Em chào chị nhá. Vâng ạ. À, xin phép chị ạ. Có được quay video không? Vâng. Vâng ạ, em muốn biết cái món bánh Việt Nam, cái món Việt Nam ạ. Em muốn thử ăn thử cũng như là xem để học. Vâng ạ. Là anh để xem. Thế nhỉ. Là nhiều loại lắm nhỉ. Đây là bánh khoai này. Đây là bánh khoai. Đây là bánh ngô, đây là bánh chuối. Bánh chuối to chưa kìa. Nhau nhỉ. Đây là khác nhau là bánh khoai này là khác nhau Lindo lắm mà. Khác. Bánh khoai. À, vâng ạ. À. Và bánh khoai lắm không phải bánh khoai. À ok, khoai lắm. Đây là bánh gâu đúng không? Đây là xôi chiên. À, xôi chiên à. Cái xôi mà anh thích ăn đấy nhưng mà chiên lên. À, thế à? Nhìn lại ăn thử. Dạ 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 ok. Đây là bánh gì? Bánh chuối này. Ui, hiểu tôi như thế này à?
bánh ở bên Angola là thật... chỉ nhỏ như này thôi chị ạ. À, đúng rồi, ở bên kia, ở bên em làm nhỏ thôi, nhỏ nhưng mà bên này làm to như thế. Vâng. Khác nhau nhỉ? Thật đây à? Là bánh bánh ngô đúng bánh không? Ngô, bánh ngô. Ngô này ngô mềm hay là ngô cứng? Ngô mềm. Ngô non, ngô ngô ngọt, ngô non đấy. Tức là mới bẻ trên cây xong rồi làm luôn chứ không phải là phơi khô xong rồi mới làm. Phơi khô xong rồi mới làm là cái mà bỏng ngô gọi là gì nhỉ? Angola gọi là gì? Bắp ngô á? Bỏng ngô ấy. Pipoca. Em ơi, chị có thể cho anh Lindo làm được không? Làm mình ăn. Dạ. Xin phép chú ạ. Xin phép chị ạ. Bây giờ là Lindo làm vài bếp vào bếp là cô chị để Lindo làm thử. Chị từ chị bay cho Lindo. Bây giờ em đặt hàng nha. Thôi giờ lần đầu tiên mọi người ạ. Lần đầu tiên là Lindo vào bếp của người Việt Nam làm được tiền nha. Anh Lindo bây giờ em đặt hàng nha. Dạ. Em lấy 2 bánh ngô. Dạ. 2 bánh khoai. Ok. 2 bánh chuối. Ok. 2 xôi chiên. Ok. Có okay. Khách rồi, có khách. Có khách rồi. Hôm đầu mua cho Lindo. Vâng ạ. Là ở đây ạ. Ok. Chị. Như này. Thế à? Này, mười ngày ơi. Lindo đây Việt Nam này, Lindo đây Việt Nam phải học nhiều môn vào, để khi mua sang lại Angola, Lindo sẽ làm luôn. Bây giờ là Lindo nhìn thấy rồi, có bánh này, nhìn lạ lắm, bánh ngô. Là vì ở bên kia Angola có nhiều ngô mà chưa biết ngô là được làm bánh, làm được bánh. Bây giờ là Lindo sẽ học để sang bên kia để làm luôn. Đây, cho mọi người xem, cho mọi người bên kia xem. Đây bây giờ khách nhiều như này, anh hỏi xem có ai mua không? Mọi người lại mua. Có bánh chuối này, có xôi chiên, có bánh ngon này. Mọi người lại mua nhá, có bánh khoai mọi người ạ. Rất là ngon. Mọi người hôm nay Lindo bán đồ ăn mọi người ơi. Lại mua bánh ngô, bánh chuối, Mở hàng, Ok. Có bánh chuối và bánh ngô đi. Bánh chuối hả? Ok. Lấy cho anh luôn, bán cho anh luôn. Hôm nay được idol bán hàng luôn. Sao ạ? Vâng. Nhưng mà Lindo đã biết giá chưa? Vâng. Lindo đã biết bao nhiêu tiền chưa? Chưa biết. Chỉ hỗ trợ cho Lindo thôi. Chỉ giúp cho Lindo thôi. Giúp cho Lindo. Dạ. Chị ơi, để em mà kẹp. À đây. Để em mà kẹp. Đồng giá 7k. À anh ơi, hành bánh chuối, hành bánh khoai. Khoai. Hai bánh khoai và bánh chuối. Và em cảm ơn này ạ. Vâng, em cảm ơn này ạ. Ồ, không khác rồi. Nhanh lên. Mọi người ơi, bánh khoai ngọt lắm. Ngọt lắm. Là cái này ạ. Ok. Cảm ơn. Vâng. Một bánh chuối. Vâng, bánh chuối. Hai bánh chuối. Một bánh chuối. Và một. Mọi người 20.000 thôi. Vâng. 20.000. À. Ok. 7.000 một cái. Chưa lật. À lật. Ngon lắm. Em cảm ơn. Vâng. Dạ, chị sang bên này ấy. Hay là vâng. Dạ vâng. Anh ơi, cái này là mọi người lại mua ngọt quá, ngon. Có bánh ngô này, bánh chuối này, là xôi chiên, là khoảng về bánh khoai. Mọi người lại mua nhanh lên. Hôm nay Lindo là giá bao nhiêu? Giảm giá là 7.000. Giảm 7.000. Quá rẻ, quá ngon. Ok. Ok các bạn nhá. Khi mua Lindo quay lại ở dưới kia Angola, Lindo sẽ làm cái món này. Bánh ngô này, bánh khoai như này này. Vì Lindo chưa biết là cái gì nhỉ? Xôi chiên. Ok. Đấy, chị ơi, là nếu mà lát Lindo hỗ trợ cho chị để bán cho khách này. Hôm nay có được khách rồi. Mọi người lại mua bánh. Quá rẻ. Vâng. Vâng. Ồ. Em xong rồi, em xin cảm ơn chị. Vâng. Em xin cảm ơn anh ạ. Vâng. Xin cảm ơn anh ạ. Một bánh chuối. Dạ. Một bánh chuối. Nhanh không khách về bây giờ kìa. Đúng rồi.
nhanh lên mọi người ơi. Dạ, em vâng, là bao nhiêu chị ạ? 7.000. 7.000. Chuyển khoản, chuyển khoản. Chuyển khoản. Bánh quá rẻ lắm, rẻ lắm. Bánh, 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 bánh khoai. Bánh khoai, bánh ngô. Rẻ lắm mọi người ơi. Lại mua nhanh lên. Mua nhanh không hết hàng nhỉ? Đúng rồi, không hết hàng. Mua ngay bánh, bánh, bánh khoai. Bánh ngô, bánh khoai. Rẻ lắm, rẻ lắm. Mọi người vào mua đi, vào mua, vào mua. Đấy, quá tuyệt vời. Có khách rồi. Khách tiếp, khách tiếp, khách tiếp. Bánh này là đây là bánh xôi chiên. Xôi chiên. Vâng. Vâng, vâng. Em cảm ơn anh ạ. Vâng. Vâng. Mọi người lại mua hot dog Lindo nào. Bánh ngọt lắm. Ngon ngọt. Một xôi chiên. 25.000 đấy con ạ. Dạ. Ok. Em cảm ơn anh nhá. Vâng ạ. À, chị ơi, bao nhiêu tiền đấy? Mỗi ngày lại mua bánh, có xôi chiên này, bánh xôi chiên là bánh khoai, bánh ngô, bánh chuối. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. 7.000. 7.000, vâng, vâng. 7.000. Vâng, vâng. Bởi vì bạn anh Lindo là ở bên Angola cũng bán mấy cái này chị ạ. Chị xem rồi. À, chị xem ạ. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Hai vợ chồng bán đúng không? Vâng, đúng rồi. Hai vợ chồng bán. Đấy. Ô, em order hai bánh ngô mà. Vâng, vâng, vâng. Mười ngày lại mua, mua, mua. À, chị ơi, cái này chưa được, chưa được. Vâng, vâng. Bánh, có bánh chiên, có bánh xôi chiên, bánh khoai, bánh ngô, quá rẻ. Lindo hôm nay vào bếp để bán bánh bánh. Nhiều loại lắm. Mười ngày lại mua, 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 mua. Quá rẻ lắm, rẻ lắm. Ngon, ngon, cực kỳ luôn. Đấy. Bánh rẻ lắm, rẻ, có bánh ngô đây. Bánh chuối, bánh ngô, bánh khoai. Bây giờ phải thử thách bán được 10 khách. Ờ, dạ, dạ, dạ. Thử mày khách. Được bao nhiêu khách chị nhỉ? Đúng. Mày được 2 khách nhỉ? Đúng rồi. Ba khách rồi. Dạ. Bánh quá rẻ chị ơi, bánh ngọt, ngon, ngon. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Bánh nào, bánh nào? Hai ngô, bánh, hai bánh ngô, vâng ạ. Vâng. Nhanh lên, dề, bánh nhìn. Vâng, 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 vâng ạ. Dạ, chị ơi, vâng. Hai ngô. Hai ngô. Mỗi ngày lại mua nhanh lên. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền? Chị ơi, bao nhiêu tiền ạ? 14.000 đã nhỉ? Vâng. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Chị ơi, đây này. Vâng. Đấy, để lắc. Nhanh lên. Rẻ lắm, rẻ lắm mọi người ơi. Vâng. Em cảm ơn nhá. À, có gì nhờ. Quay lại để mua tiếp nhá. Vâng ạ. Em mà cảm ơn anh Hotel Lindo. Kia, cho cháu kia. Cho cháu một cái bánh khoai. Vâng. Ok. Vâng. Nhanh lên, ngon lắm mọi người ạ. Đắt hàng nhờ. Hay hôm nào bánh ngon này, bánh chuối, bánh khoai là xôi chiên. Là ngon lắm. Bánh khoai à em ạ? Chỉ có người cạnh tranh thôi. Bánh khoai. Một bánh khoai. Bao nhiêu tiền chị ạ? 7.000. 7.000, ui dồi, anh có nắp. Vâng. Anh cảm ơn em đã hỗ trợ cho Linh đối nhá. Đây. Rẻ lắm mọi người ơi, ngon lắm. 7.000. Tiền phụ chị ạ. 10 ngày lại mua bánh. Rẻ lắm. Bánh khoai này, bánh chuối này. Là bánh ngô, rất là nồng, ngọt, cu kỳ luôn. Mọi người lại hốt đồ cho Lindo nào. Mọi người lại giúp, mua giúp cho Lindo. Mọi người lại mua giúp cho Lindo nào. Rẻ lắm. Quá ngon, ngon lắm. Rồi bây giờ làm bánh khoai. Bánh này. Bánh chuối, bánh ngô, bánh khoai. Xôi chiên lên, rất là ngon, rẻ. Giảm giá 7.000 quan, dễ lắm, ngọt cu kỳ luôn. 7.000 đồng. 7.000 đồng. Chị ơi, bánh khoai, bánh chuối, bánh ngô. Lại mua để giúp Lindo nào mọi người ạ. Bánh kia, dễ lắm. Mỗi loại một cái. Vâng. Ôi trời. Nhanh. Vâng. Vâng. À, có xe rồi. Vâng.
10 ngày lại mua giúp cho Lindo nào. Nhanh cô khách đi bây giờ. Vâng, vâng. Mỗi ngày mua lại cho hô tô giúp Lindo nào. Anh muốn mấy loại một cái à? Vâng, đây là bánh khoai, bánh chuối. Ngon lắm. Bánh xôi chiên. Xôi chiên. Ơ bánh ngô đâu? Bánh ngô chưa có. Bánh ngô chuẩn bị. Chuẩn bị. Anh ạ. À. Thiếu một bánh ngô. À thiếu một bánh. Thiếu một bánh anh cho tí nhá. Chuẩn bị. Bao nhiêu tiền kìa? Vâng. Thôi chắc là chưa chín đâu. Vâng. Chị ơi, là bao nhiêu tiền nhỉ? Mới có 3 loại bánh. Vâng, dạ. 10 người ơi, có bánh chuối này. Là xoài chiên. Bánh xoài chiên. Bánh ngô. Bánh khoai. 10 người mua giúp Lindo nào. Lại mua giúp Lindo nào. 10 người ơi, quá dễ. Giảm giá bánh nghìn đồng. Bánh nghìn đồng. Em cảm ơn. Vâng ạ. Ôi trời, bếp yêu nhà, rất lên. Bếp yêu nhà. Bếp yêu. Vâng ạ. Em chụp ảnh anh cái. Dạ vâng. Dạ vâng. Thoải mái anh ạ. Dạ. Anh cần chụp ảnh. Dạ. Ok. Dạ. Dạ. Ok. Em cảm ơn anh ạ. Ngày nào đã... bán đây đúng không? Dạ. Ngày nào bán đây ạ? À? Vâng. Ngày nào cũng bán đây. Thật dạ vâng. Có gì anh sẽ quay lại nhá. Ngon lắm. Dì. Mới có 7.000 đồng thôi. 7.000 đồng thôi. Và đây, đây chỉ làm bánh... bánh ngon. Anh ơi, chỉ làm bánh khoai này. Dạ vâng. Anh làm thấy bánh chưa? Khoai này. Ồ, oh, wow. Cắt nhỏ nhỏ đi này, cắt miếng không được. Miếng móng. Cắt miếng móng. Bào nhỏ. Dạ anh ơi. Thực ra bên là có bánh khoai này, bánh khoai, bánh ngô. Bánh xôi chiên, bánh chuối, dễ lắm. Mỗi ngày giúp Lindo nào. Siêu mới rẻ, có 7.000 đồng. Dễ lắm. Bánh ngô kia. Phải mời người ta cho nhiệt tình vào. Anh em vào là bánh ngô này, bánh khoai này, bánh chuối này, bánh xôi chiên này. Rất là ngon cực kỳ luôn. Anh ơi, hai bánh ngô anh ạ. Vâng, dạ. Ok. Dạ. Hai bánh ngô hả? Đúng rồi anh, hai bánh ngô. Vâng ạ. Không bị một ngô một chuối cũng được anh ạ. Dạ, vâng. Vâng. Từ từ thôi, làm từ từ thôi, không dạ, sao. Dạ. Đấy, mùi nóng nhỉ, ngon, mùi nóng, nóng. Nóng không? Nóng. Nóng. À, một ngô một khoai mà. Là không một... Sao hai ngô cũng được mà, hai, ngô. Hai ngô một khoai à? À dạ. Vâng. Em cảm ơn anh ạ. Dạ. Là bao nhiêu? 14 à? 14.000. 14.000 đồng. Vâng. Thì chân phụ. Đấy, các bạn nha, bây giờ Lindo sẽ bánh xem chuối này, nhìn này người ta xem mà chị thử làm bánh chuối để cho Lindo học. Đấy. Ngâm vô bột. Đấy. Thực ra là chuỗi nó ngắn như này thôi nhưng mà đúng rồi. Dàn ra. À. Ép ra. Đúng rồi. Đấy. Oh. Làm là hai lần bột rồi mà. Vâng. À hai lần bột hả chị? À tức vâng. Tức là chiên qua hai lần. À. Vâng. Tức là nhúng bột hai lần. À. Thế à, vâng ạ. Đồ anh biết không. Cái gì đen đen đây? À. Vâng. Vâng ấy. Vâng. Vâng, vâng. Vâng. Không sao, à, là có gì lắm luôn. Chúng ta phải học, xem để... Nhớ nha, phải nhớ nha. Nhớ nha. Học phải nhớ. Đấy. Để sau về Angola làm luôn. Đấy. 7.000 là bên Angola bao nhiêu tiền quan nhỉ? À? 7.000 Việt Nam ấy. Chắc là... Không, ví dụ như đô hiện tại đi. 75 quan như này bác. Đấy, rẻ không? 75 quan hả? 100 quan, tầm 100 quan nhỉ? Phải không? Hay 50 quan? Bây giờ,
Nhìn này. Đấy, hai lần. Hai lần. Trên có hai lần. Bao nhiêu? Okay. Tầm 100 quan nhỉ? Tầm 100 quan một cái. À. Ở Việt Nam. Thế nhỉ? Rẻ nhỉ? Rẻ. Rẻ lắm. Mười ngày lại mua bánh ngô này. Có bánh mì không ơi? Dạ. Có bánh mì không? Dạ. Sáng quá ạ, buổi chiều không có ạ. Chỉ có bánh rán thôi. Bánh ngô này, bánh chuối. Bánh xôi chiên. À. Bánh chuối. Bánh khoai. Bánh khoai. Rề lắm. Mười có bánh đông. Quá ngon. Mười ngày lại mua để giúp Lindo nào. Đấy, kiểu khác. Bánh ngon cực kỳ luôn, rề lắm, giam da rề lắm. Bánh ngon này, bánh chuối này, bánh xôi chiên này, bánh khoai, quá rề lắm. Mỗi ngày lại mua nào. Quá ngon đấy. Từ ăn thử đấy. Ăn thử đi anh, ăn thử khoan đi. Khoan nào. Không ăn thử, anh cứ ăn thử đi. Ok. Ừ. Ăn bánh anh lấy đây. Lấy cháy thôi. Xin phép chị ạ. Ăn thử bánh anh ăn thử bánh ngô trước đi. Dạ, yeah, bánh ngô trước. Anh chưa bao giờ ăn bánh ngô phải không? À đúng rồi. Đúng rồi. Nóng ấy chị nhờ. Nóng chứ hả? Vâng ạ. Ok. Dạ. Vâng. Bánh ngô đi. Dạ. Lấy cái này này, lấy cái này này. Dạ. Cái này. Dạ. Cái này mới ra sau hơi nóng. Anh cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn anh ạ. Vâng ạ. Ok. Ok, thử ăn xem. Đấy. Ok, mời các bạn ăn nhá. Ăn thử bánh lần đầu tiên, bánh ngô của người Việt Nam nhá. Lần đầu tiên ăn luôn. Dạ. Ngon đấy. Ngon mà. Ngon. Wow, ngon này thật đấy. Ngon cực kỳ luôn đấy. Đấy, sao về Angola thì làm, bởi vì ngô bên Angola nhiều mà. Đấy. Còn bên Angola là đúng rồi đây. Mình thấy trồng nhiều lắm. Vâng ạ. Cả khoai bên đấy nhiều đúng không? Thật đúng rồi. Đấy. Nhưng mà ở bên kia ngô nhiều mà chưa biết ngô được làm bánh. Chưa biết cách làm. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Ngô như này là nuôi làm chứ nữa. Hôm nào bảo Quang Linh sang đi lên sang đấy làm. Vâng ạ. Vâng ạ. Ở bên kia anh bán bao nhiêu tiền một cái nhỉ? Mà 50 quan. 50 quan. 50 quan là bánh chuối, bánh khoai. Ướt. 50 quan. Bánh khoai là 50 quan luôn hả? 50 quan bánh khoai. Bánh chuối 50 quan. Ok. Ngon đấy. Ngon nhỉ? Ngon. Mà dậy sớm đi làm có bánh này là tuyệt vời. Đúng rồi. Mang ở trong túi này đi làm là tự ăn vừa làm được. Không ngờ là làm bánh ngô lại ngon như này đúng không? Ngon. Nhưng mà ngô này là ngô tươi nha. Dạ. Mới bẻ xuống là làm luôn. Ngô tươi ngô ngọt này. Đúng rồi, ngô tươi ngô ngọt. Ngô ngọt thế này. Vâng ạ. Đây này như này. Đây là ngô ngọt là tách hạt. Ngô ngọt mềm luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, mới bê là lắm luôn các bạn ơi ạ. Đúng rồi. Hạt ra. Tìm mua mấy cái là để đưa về nhà hề. Ừ, đưa về nhà. Đấy. Ngon đấy. Ăn thử thêm bánh chuối đi. Dạ. Vậy là xôi chiên. Ăn thử một cái một ít thôi. Ừ. Không là anh sẽ bị no đấy. Dạ. Ngon đấy. Đấy, anh làm cái này. Đây này. Đấy. Này, ngày mai mở quán ở bên cạnh luôn. Dạ dạ. À dạ dạ. Dạ. Đấy, làm như thế. Vâng ạ. Đồ thêm ít nước nếu như mà bị đặc quá. Đặc quá là bỏ thêm ít nước. Đúng rồi. Vâng. Hắc phải nhỏ. Nhiều nhá, nhiều không đâu nhá. Nhỏ. Ôi, xin anh cái tùy bóng đi. Dạ. Vào cái này vào ăn vâng. Thêm bánh vâng. Bánh chuối. Dạ. À chị đếm nhầm. À đếm kìa, đếm. Dạ. Đếm. Xin. Vâng ạ. Ok. Bây giờ. Dạ. Bây giờ thử ăn thử. Vâng ạ. Ăn thử bánh khoai.
Ồ, to quá anh ơi. À, mảnh khoai bên này ở đây to. Đấy. To. Hôm nay ấy, bánh khoai khác nhau. À, khác nhau bánh Lindo lắm. Không cho đâu. Ăn một mì thôi. Không cho. Thế thì cơm mà trả tiền nhá, đi về trước nhá. Về trước nhá, bye bye nhá. Không, 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 không. Bye bye nhá. Không, không, được thôi, được thôi. Có cho không, có cho không? Có. Em ăn miếng nhá. Đấy, ngon đấy. Khoai ngọt, ngọt, ngon đấy. Ngon hơn anh làm hay là sao? Mà ngọt như nhau cả. Như nhau. Mà bánh này khác nhau, anh làm. Anh làm là anh bào ra nhỏ. Dạ, đúng rồi, bào là cắt lát ra. Đúng rồi. Thái chỉ, thái chỉ. Vâng ạ. Thái chỉ, thái sợi ra. Ngon đấy. Ngon không? Cắt rồi. Thế thì cắt mỗi cái bánh khoai trong rồi, còn cái giấy này ăn tiếp bánh chuối. Đi rồi ạ. Vâng ạ, có rồi anh ạ. Có rồi. Lát ăn hết đi mà anh. Đấy, một bánh chuối. Đấy. To không? To bưu. Vâng ạ. Hôm nay Linh Đồ phải đeo đây này. Lần đầu tiên là Linh Đồ ở Việt Nam ăn thử cả ngon bánh ấy. Đúng rồi. Ngon lành. Ngon không? Thơm. Thơm à? Thơm. Thơm. Ngon hơn ở bên Angola hay là sao? Bánh này là ngon hơn ấy. Bởi vì là... biết tại sao không? Người ta có kinh nghiệm làm. Đúng rồi. Anh mới làm đây. Ừ, đúng rồi. Mà bánh chuối nó thơm. Thơm à? Thơm hơn, ngon hơn là cái bánh anh làm. À thế á? Đúng. Sao lại thơm hơn chị nhỉ? Bánh. Chuối còn cho mình luôn. Hay là chuối Angola và chuối Việt Nam nó khác nhau phải không? Mà khác nhau vì chuối Angola nhỏ đấy này. Ờ, không, chuối này cũng nhỏ. Đây này này này, quả này này, à. Như quả Angola mà. Đúng rồi. Đây là ép ra. Ép. Đây này, cho chỉ vào cho xem. Vâng. Chỉ làm cho anh xem kìa. Đấy, quả chuối đấy. À, đúng rồi. Giống như là chuối, như chuối Angola luôn. Như vâng thế luôn ạ. À? Vâng, đúng rồi, vâng ạ. Ê, nhìn cách làm kìa. Vâng. Nửa quả thôi. Em ra là được rồi. À, bỏ nửa quả. Một quả như này to quá. Vâng, vâng. À. Tưởng như chuối này là to rồi đấy. Vâng. Ồ. Oh. Nó. Ép vào. Đấy. Nó to như thế. Rán hai lần, chiên qua hai lần. Đúng rồi. Bánh khoai, bánh chuối này. Ngon này, ngon lắm. Ngon cực kỳ luôn. Ngon cực kỳ luôn. Thôi ăn thêm xôi chiên đi. Ok, ăn xôi chiên đi. Cho em tờ giấy. Vâng. Từ lấy đi, từ lấy. Vâng. Từ lấy. Cứ lấy để cho. Vâng. Xôi chiên. Anh thích ăn xôi phải không? Thích. Xôi trước đấy là không chiên nhưng mà xôi này là chiên lên rồi nha. Vâng, đây anh để đấy, anh để xôi. Vâng ạ. À là cái món này á, Linh Đồ chưa làm đâu. Mà hai món, cái bánh này, bánh ngô, bánh xôi chiên mà chưa lắm. Bây giờ Linh Đồ ăn thử nha, mời các bạn ăn nha, các bạn không cầm nha. Ăn như nào? Còn trong có thịt này. Thịt về gì nhỉ? Mộc nhĩ về nấm hương. Có bơ thêm mà mì chiên này. À có, chắc chắn là có. Cái đấy là gia vị chứ không phải là nguyên liệu. À vâng ạ, gia vị. Nguyên liệu là có thịt này, thịt băm, như kiểu mà làm nem cuộn ấy. À thế à. Đấy. Nhân vâng, như thế. Vâng. Gia vị có mì chiên này. Mì chính, đường, mắm muối. Vâng. À không có đường, mắm muối, mì chính. Vâng. Thế đấy à? Thôi. À. Ngon nhỉ? Ngon nhỉ? Mắt ngon, thơm. Ngon thơm. Thơm, có kỹ luôn. Cái xôi bình thường là mình ăn bình thường như cơm ấy đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ là chiên lên. Chiên lên. Rán lên ấy, rán lên. Nhớ nha, nhớ trong đầu nha. Ta
bánh 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 lắm luôn. Vâng ạ. Em anh nhớ hết rồi. Nhớ hết luôn rồi. Vâng ạ. Trả tiền bao nhiêu tiền chị ạ? Bao nhiêu tiền? 3 cái 3.21 khoai 10 là 40.000 đồng. 40.000 đồng. Bằng mấy đưa từ 50. Khoan nào. Đây là. Đây được còn 5.000 thôi, đưa từ 50.000 đấy. 50.000 dạ. Đây là 500.000 thôi. Ôi, 50.000 đấy. Cái tờ màu đỏ. Dạ. Đây là 200. Tờ màu đỏ mà. À, được 50.000 đây rồi. À, được. Vâng ạ. Vâng. Cảm ơn nhá. Vâng. Cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị ạ. Ok. Hai chị em xin phép hai chị. Hai anh chị. Em xin phép để về nha. Là cảm ơn rất là nhiều đã chị về anh giải thiệu mấy cái môn này, mấy cái bánh môn này là cho Linh Đồ giải thiệu cho em. Vâng. Là em chúc hai anh chị làm việc tốt, kiếm tiền để nuôi gia đình, công việc của anh chị tốt nhá. Là chúc hai anh chị sức khỏe nhá. Và vui vẻ. Dạ vâng ạ. Dạ. Nhiều tiền. Dạ. Về bên đấy là hai vợ chồng. Vâng. Con mới đẻ đúng không? À vâng, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Mới đẻ trước. Vâng vâng ạ. Chúc cả gia đình. Anh theo dõi suốt đấy. Dạ. Anh theo dõi hai cái tên. Về bên đấy là làm được nhiều tiền. Vâng vâng ạ. Cảm ơn ạ. Em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn anh chị ạ. Vâng. Và xin phép bye bye. Hôm sau có gì em quay lại tiếp để mua mày thứ bay này. Dạ vâng. Chào bạn. Bye bye. Vâng vâng ạ. Cảm ơn anh chị nhá. Vâng ạ. Ok các bạn, đi nhá. Cảm ơn mọi người.